Thông tin từ VOV cho hay, gần 2 tháng kể từ khi lô tiêm kích F-16 đầu tiên của phương Tây đến tay Ukraine, các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất này vẫn thu hút sự chú ý, âm thầm hỗ trợ lớn cho các hệ thống phòng không của Kiev. Trong những ngày gần đây, các báo cáo chưa được xác nhận cho biết một tiêm kích F-16 của Ukraine đã phá hủy một trong những chiến đấu cơ Su-34 của Nga. Tuy nhiên, bất chấp sự kiện đánh dấu việc tiêm kích F-16 xuất hiện trên bầu trời Ukraine này, hầu như có rất ít thông tin được đưa ra về việc F-16 hiện đang nằm trong tay Kiev. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Lenbergis đã cho biết hồi cuối tháng 7 rằng các tiêm kích F-16 đã đến Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng chính thức xác nhận một vài ngày sau đó rằng các chiến đấu cơ này đang được lực lượng không quân Ukraine sử dụng. Ông không nói có bao nhiêu máy bay được chuyển giao và đang hoạt động, nhưng ước tính có khoảng hơn 10 chiếc đã đến trong những tháng gần đây. Đan Mạch và Hà Lan xác nhận họ đã gửi lô tiêm kích F-16 đầu tiên đến Ukraine. Các quan chức cho biết sẽ có thêm chiến đấu cơ từ hai nước được chuyển đến trong vài tháng tới. Na Uy và Bỉ cũng đã cam kết sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Ukraine đã tổn thất ít nhất là một tiêm kích F-16 vào cuối tháng 8. Không quân Ukraine thông báo phi công điều khiển chiến đấu cơ này là Trung tá Oleg Simes đã tử trận trong khi đẩy lùi một cuộc không kích kết hợp với tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga. Tuy nhiên, những sự cố trên nằm trong số ít những đồn đoán được công khai thừa nhận về việc các tiêm kích F-16 hoạt động chống lại các lực lượng của Nga. Mặc dù người đứng đầu quân đội Hà Lan, tướng Otto Echensem, tiết lộ những tiêm kích do nước này chuyển giao là đã làm tốt nhiệm vụ ở Ukraine vào cuối tháng 8. Phi đội F-16 hiện tại của Ukraine có lẽ không đông đảo và thiếu khả năng cạnh tranh khi so sánh với tiêm kích Nga, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói. Ông Zakorodnyuk nhận định nếu chúng ta muốn Ukraine có thể đối phó với Nga một cách hiệu quả thì phải có những chiến đấu cơ có khả năng cạnh tranh. Chúng ta không thể phát triển bất kỳ chiến lược hoặc kế hoạch nào đối phó với Nga nếu không có sức mạnh trên không. Theo ông, yếu tố then chốt trong vấn đề này là Ukraine đang chuyển sang các vũ khí thời NATO và tương ứng là các học thuyết cũng như khái niệm của NATO. Hiện vẫn còn quá sớm để nói về tiêm kích này. Thống chế không quân đã nghỉ hưu Greg Bawel, cựu chỉ huy cấp cao của không quân Hoàng gia Anh nhận định, ông Bawel cho rằng Ukraine có thể đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng, đồng thời nói rằng điều này có thể hiểu được vì họ biết họ sẽ là mục tiêu. Một chỉ huy của Ukraine cho biết vào tháng 6 rằng Kiev sẽ đặt một số tiêm kích F-16 bên ngoài đất nước để tránh các cuộc tấn công của Nga nhằm vào chiến đấu cơ thế hệ thứ tư này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân nhân Nga đang được trao thưởng để tiêu diệt chiến đấu cơ F-16. Trong những tuần gần đây, các tiêm kích F-16 của Ukraine phần lớn được sử dụng cho mục đích phòng không. Ông David Jordan, giảng viên cao cấp về nghiên cứu quốc phòng và là đồng sáng lập Viện Hàng không và Không gian Freeman tại Cao đẳng Hoàng gia London nói, các tiêm kích F-16 đóng góp tương đối khiêm tốn nhưng rất hữu ích cho các hoạt động, đặc biệt là phòng không. Theo chuyên gia này, việc Ukraine sử dụng số ít tiêm kích F-16 trong hoạt động phòng không giải quyết các cuộc tấn công UAV và tên lửa trong khi chờ đợi các đợt vận chuyển tiếp theo để các binh lính Ukraine quen với tiêm kích này là điều hợp lý. Ông Jordan cho rằng điều này không phải là do dự mà là sự hợp lý khi bạn chờ đợi quy mô lực lượng tăng lên. Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng cho Kiev là chiến dịch ném bom dồn dập của Moscow khi phóng những quả bom có sức hủy diệt cao từ bên ngoài nhằm vào các hệ thống phòng không của nước này. Tổng thống Zelensky cho biết hôm 13 tháng 10 rằng chỉ trong một tuần, Nga đã sử dụng hơn 900 quả bom dẫn đường trên không chống lại Ukraine. Ukraine có thể đang sử dụng các tiêm kích thời Liên Xô như Su-24, Su-25 và MiG-29 để tiến hành nhiều hoạt động tấn công hơn, trong khi F-16 phần lớn vẫn được giữ lại, ông Jordan cho hay. Theo ông, mặc dù có khả năng tiến hành những cuộc tấn công tầm xa, nhưng Ukraine vẫn nên bảo quản F16 và sử dụng chúng sau này. James Black, phó giám đốc nghiên cứu quốc phòng và an ninh chi nhánh châu Âu của tổ chức tư vấn Ten cho biết, việc sử dụng F16 để phòng không giúp giảm bớt một số áp lực lên kho dự trữ hệ thống phòng không mặt đất khan hiếm của Ukraine. Các vũ khí được phóng từ F-16, chẳng hạn như là tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder hoặc là tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 có thể tiết kiệm chi phí hơn khi sử dụng để đối phó với một số mục tiêu đang bay tới, ông Black nói với Newsweek. Điều này có nghĩa là F-16 có thể cung cấp một công cụ mới linh hoạt và tiết kiệm cho mạng lưới phòng không của Ukraine. F-16 là cam kết viện trợ quan trọng nhất từ phương Tây cho Ukraine sau khi được Mỹ bật đèn xanh vào tháng 8 năm 2023. Đối với lực lượng không quân đã mệt mỏi của Ukraine, các tiêm kích này, dù là với số lượng nhỏ, cũng có thể mang lại lợi thế trước các phi đội Nga lớn hơn và vượt trội hơn. Tuy nhiên, các tiêm kích F-16 không phải là công cụ thay đổi cuộc chơi, đặc biệt khi Ukraine đang vận hành tương đối ít chiến đấu cơ. Ông Jordan nói số lượng máy bay nhỏ sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn ngay lập tức, ngay cả khi mang theo nhiều loại vũ khí dẫn đường và được sử dụng một cách thận trọng. Theo những gì chúng tôi thấy cho đến nay, đó chính là những gì lực lượng không quân Ukraine đang làm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu video hàng đêm trước toàn dân hôm 14 tháng 10 đã tiết lộ về năng lực sản xuất máy bay không người lái UAV drone nội địa của quốc gia Đông Âu. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, 1 triệu UAV được mua bằng tiền nhà nước đã được chuyển đến tiền tuyến, tính đến giữa tháng 10. Điều này diễn ra trong bối cảnh UAV đã trở thành một tài sản quan trọng đối với các lực lượng Ukraine cung cấp khả năng trinh sát, hỗ trợ nhắm mục tiêu và khả năng tấn công các vị trí của các lực lượng Nga. Ukraine đã nhanh chóng mở rộng sản xuất drone trong nước để đáp ứng nhu cầu trên chiến trường, phát triển một loạt các phương tiện bay không người lái, từ các mẫu thương mại nhỏ đến các UAV chiến đấu lớn hơn. Theo trang Euromaidan Press, ông Zelensky đã nhận được báo cáo từ cố vấn chiến lược của mình là Oleksandr Kamysin vào ngày 14 tháng 10 liên quan đến sản xuất vũ khí và nguồn cung cho quân đội Ukraine. Ông Zelensky nói, một triệu máy bay không người lái đã được mua bằng tiền công và được chuyển đến mặt trận tính đến hôm nay. Và đây chỉ là tính riêng những gì nhà nước làm. Và cho biết thêm rằng, ngoài ra còn có nguồn cung bổ sung đến từ các tình nguyện viên và những người ủng hộ khác. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn tất cả những người giúp cho quân đội của đất nước bắt kịp sự phát triển công nghệ. Các nhà sản xuất Ukraine, khu vực nhà nước và tất cả các đối tác đóng góp vào việc sản xuất máy bay không người lái tại Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu hôm 14 tháng 10, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng nguồn cung này và quan trọng nhất là sự phát triển công nghệ giúp chúng tôi cứu sống những người lính của mình. Cảm ơn tất cả những người ủng hộ Ukraine, vinh quang chủ Ukraine. Trước đó, hồi đầu tháng này, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đất nước ông có thể sản xuất tới 4 triệu UAV mỗi năm và đang nhanh chóng tăng cường sản xuất các loại vũ khí khác. Trong năm nay, Ukraine đã ký hợp đồng sản xuất 1,5 triệu drone các loại. Ông cho biết trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 10, theo Reuters, việc sản xuất UAV Hadrone hầu như không tồn tại ở Ukraine trước khi nga phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia này vào tháng 2 năm 2022. Ông Zelensky cho biết trong điều kiện cực kỳ khó khăn của cuộc chiến toàn diện dưới các cuộc không kích liên tục của đối phương, người Ukraine đã có thể xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng gần như mới. Phát biểu tại cùng cuộc họp báo, Thủ tướng Ukraine Denis Simhan cho biết Ukraine đã tăng gấp 3 lần tổng sản lượng vũ khí trong nước vào năm 2023 và sau đó tăng gấp đôi khối lượng đó chỉ trong 8 tháng đầu năm nay. Các quan chức Ukraine không đưa ra con số chính xác, nhưng cho biết họ dự kiến nguồn tài trợ nước ngoài sẽ giảm dần trong khi nhu cầu quốc phòng của nước này tiếp tục tăng. Do đó, Kiev đang ngày càng tập trung vào sản xuất nội địa càng nhiều càng tốt. Ông Smihan cho biết chính phủ Ukraine có kế hoạch tăng chi tiêu để giúp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất vũ khí trong nước vào năm 2025. Ông nói, ngân sách năm tới dự kiến sẽ tăng 65% tiền mua vũ khí, đây là mức tăng gần 7 tỷ đô la Mỹ. Nhiệm vụ chiến lược của Ukraine là tăng cường năng lực tầm xa trong nước và tạo điều kiện để có lợi thế về công nghệ so với các lực lượng Nga, Thủ tướng Ukraine kết luận. Theo dân trí đưa tin, mới đây không còn tòa nhà hay nơi trú ẩn nào còn nguyên vẹn ở Torez thuộc Donetsk, cho phép Nga kiểm soát thêm các khu vực của thị trấn vốn đang bị bao vây. Anastasia Bobovnikova, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Luhansk cho biết vào ngày 14 tháng 10, Torez nằm cách thành phố thủ phủ Donetsk 35 km về phía bắc. Thị trấn này đã trở thành một trong những điểm nóng nhất ở tỉnh Donetsk trong những tháng gần đây khi quân đội Nga tiếp tục tiến vào miền đông Ukraine. Bây giờ thị trấn trông giống một sa mạc hơn, không có nơi trú ẩn cho dân thường hoặc binh lính. Và thật không may, điều này cho phép đối thủ kiểm soát các khu vực mới. Nhưng trên vùng đất bị phá hủy nghiêm trọng, quan chức Bobov Nikova nói. Tổ chức tình báo nguồn mở thân Ukraine Deep State nói vào ngày 15 tháng 10 rằng quân đội Nga đã tiến vào Torres trong ngày qua. Tính đến ngày 11 tháng 10, theo chính quyền địa phương, Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 40-50% thị trấn, trong khi Nga đã giành được phần còn lại. Trước đó, quân đội Ukraine cho biết các cuộc giao tranh đã diễn ra tại mọi lối vào tòa nhà khi lực lượng Nga đang tiến từ phía đông dọc theo tuyến phố từ Tsenchanla. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng nếu xảy ra kịch bản cao điểm Torez muốn nằm trên đỉnh đồi bị thất thủ, Moscow sẽ ngăn chặn hiệu quả các tuyến đường hậu cần quan trọng nối hậu phương của Ukraine với khu vực chiến đấu, bao gồm cả tuyến đường chính Pokrov-Kostiantynivka. Đài tiến của Moscow ở mặt trận miền đông trong thời gian qua đã cho thấy ưu thế vượt trội của Nga về quân số và trang thiết bị khi Ukraine vẫn đang kêu gọi đồng minh phương Tây viện trợ thêm vũ khí. Nga hiện kiểm soát 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine đã tiến về Torres kể từ tháng 8, giành quyền kiểm soát từng ngôi làng với sự hỗ trợ của bộ binh nhờ việc tăng cường sử dụng bom lượn dẫn đường có sức tàn phá cao. Nhờ chiến thuật tiêu thổ bằng cách ném hỏa lực phá hủy các tòa nhà, Nga khiến phía Ukraine không còn nơi ẩn nấp nhằm mở đường cho bộ binh tiến lên. Đối với Ukraine, Torres đã là thành phố tiền tuyến trong 10 năm nay vì nó nằm gần các vùng lãnh thổ của Ukraine bị phe ly khai do Nga hậu thuẫn, kiểm soát vào năm 2014. Kể từ đó, Torres đã trở thành nơi ép gia tăng bảo vệ. Đối với Moscow, việc giành được Torres sẽ đưa ra mục tiêu kiểm soát toàn bộ đôn bát của Nga đến gần hơn. Cho tới nay, Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk, một phần của đôn Bắc, và đang đẩy nhanh tiến độ theo hướng Donetsk. Donbass là trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine, nên mất đi khu vực này sẽ trở thành tổn thất rất lớn đối với Ukraine. Cuối tuần qua, truyền thông Nga đưa tin lực lượng Ukraine đã bắt đầu rút quân khỏi thành phố chiến lược Torres sau các cuộc giao tranh khốc liệt gần đây. Hãng tin TASS Nga dẫn nguồn tin của lực lượng an ninh Nga cho biết hôm 13 tháng 10, tình hình của đối phương ở Torres khá nguy cấp. Họ buộc phải rút chạy. Hiện tại, một phần trong số các đơn vị đã rời khỏi thành phố này Nguồn tin an ninh nói thêm rằng quân đội Ukraine đang hành động tương tự những lần trước đây khi rút quân thành từng nhóm nhỏ khỏi thành phố Torev. Theo thông tin từ VOV, các lực lượng Nga đã giành lại được nhiều ngôi làng và mảnh đất mà Ukraine chiếm được trong cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Những bước tiến này của Nga có thể xóa tan hy vọng của Kiev về việc ép Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Cụ thể, quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát đối với một số ngôi làng ở vùng biên giới phía Tây của nước này mà Ukraine đột kích vào cuối mùa hè 2024. Đa thắng lợi của Nga có khả năng ngăn chặn ý đồ của Ukraine định sử dụng vùng đất chiếm được ở Kursk làm lá bài mặc cả trên bàn thương lượng. Trong những ngày gần đây, quân Nga đã gia tăng các nỗ lực đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi khúc lồi mà họ tạo ra bên trong tỉnh Kursk của Nga. Họ đã mở vài cuộc tiến công do xe thiết giáp dẫn đầu Bản đồ chiến trường do một số nhóm độc lập biên soạn sử dụng hình ảnh vệ tinh và video chiến sự cho thấy lực lượng Nga đã chọc được vào gờ phía tây của khúc lồi do Ukraine tạo ra tại Kursk, chiếm lại ít nhất ba ngôi làng. Dipset, một nhóm có quan hệ gần gũi với quân đội Ukraine và chuyên phân tích video chiến sự nhận định mới đây. Nói chung, tình hình ở Kursk không được tốt lắm. Các lực lượng Ukraine đang áp dụng các biện pháp ổn định tình hình nhưng cực kỳ khó giành lại được những nơi đã mất. Emin Kassehenmi, nhà phân tích quân sự cho nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan, nói rằng một số nhân tố thuộc các đơn vị Nga đã cố gắng tiến tương đối xa vào sau lưng quân Ukraine, từ đó gây ra nhiều vấn đề và tổn thất cho phía Ukraine. Nhóm Blackbird cho hay lực lượng Ukraine hiện giờ chỉ còn kiểm soát được 777 km vuông so với 1.000 km vuông họ giành được vào đầu chiến dịch đột kích hồi đầu tháng 8 năm 2024. Ukraine tiến hành chiến dịch Kursk với hai mục tiêu chính. Thứ nhất là ép Nga phải điều bớt quân khỏi những nơi khác để chống trả quân Ukraine ở Kursk, từ đó làm giảm áp lực lên lực lượng Ukraine ở miền Đông. Thứ hai là chiếm lãnh thổ của Nga để dùng làm lá bài mặc cả với Moscow trên bàn đàm phán. Mục tiêu thứ nhất cho đến nay được coi là thất bại, Điện Kremlin vẫn chủ yếu triển khai lực lượng dự bị trong nước ra mặt trận Kursk, còn tại miền Đông, quân Nga vẫn gia tăng áp lực tấn công. Giới chức Kiev đang mong mỏi nhiều ở mục tiêu thứ hai, coi đó là một phần trong kế hoạch chiến thắng của họ. Tổng thống Ukraine Zelensky xem chiến dịch Kursk là một trong những giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh. Nhưng mỗi thắng lợi mới của Nga tại Kursk lại càng làm suy yếu giá trị của lá bài mặc cả này nhà phân tích kase henmi cho biết tiếp những cuộc phản kích của nga liên tục làm giảm tầm quan trọng chính trị của khu vực do ukraine kiểm soát bên trong kurs nếu xu hướng này tiếp diễn phía ukraine có thể sẽ phải cần xem xét lại sự hiện diện của họ trong khu vực và tương lai của toàn bộ chiến dịch kurs Ukraine mở màn chiến dịch Kursk vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, nhanh chóng chiếm hàng chục ngôi làng và khu định cư của Nga, bao gồm thị trấn chiến lược rút của Nga. Sau đó, Nga đã phải mất vài tuần lễ để ổn định tình hình bằng cách gửi viện binh để chặn đà tiến của quân Ukraine. Giới phân tích quân sự và giới chức Mỹ đánh giá rằng phản ứng của Nga vào lúc đầu là chậm và phân tán khi Moscow quyết định nên sử dụng lực lượng quân sự và an ninh nào để dẫn đầu các cuộc phản kích của họ. Sau đó, đến giữa tháng 9, Nga mở cuộc phản kích quy mô đầu tiên đánh chiếm ít nhất một ngôi làng Snagos và vài khu định cư nằm ở sườn phía tây của khúc lồi Ukraine. Nga mở làn sóng phản kích thứ hai vào tuần vừa rồi, thọc sâu hơn vào sơn phía tây của lực lượng Ukraine và giành lại khoảng 52 km vuông lãnh thổ, theo các chuyên gia độc lập theo dõi đà tiến quân của Nga dựa trên video chiến sự có định vị địa lý quân Nga hiện đã chiếm được làng Vanovka và tiến tới ngoại vi làng Olgovka. Giới chức và binh lính Ukraine nói chung kín tiếng về tình hình tình Kurs nhằm bao vây an ninh cho chiến dịch này. Andriy Kovalenko, một quan chức cấp cao của Ukraine, chỉ viết ván tắt trên mạng xã hội mới đây. Chiến sự rất dữ dội và tình hình không ngừng thay đổi chuyên gia Henry cho biết rõ ràng là phía ukraine dường như không giữ vững được chiến tuyến ông nhận xét thêm có dấu hiệu quân đội ukraine chưa xây dựng được hệ thống công sự quy mô lớn nào trong khu vực này khiến việc phòng thủ của họ gặp khó khăn sườn phía tây hiện bị quân nga tấn công nơi đây có địa hình tương đối mở có một số đô thị mà quân ukraine có thể khai thác để bám trụ tại đây viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở tại washington vào tuần trước đánh giá rằng quân đội nga có thể đã chủ đích gia tăng phản kích ở kurs trước khi thời tiết nhiều mưa vào mùa thu và mùa đông sẽ khiến địa hình trở nên lầy lội khó khăn cho tác chiến của xe thiết giáp nga và tạo thuận lợi cho quân ukraine củng cố thế trận phòng ngự Việc Ukraine đột kích Kursk và cố gắng bám trụ tại đây đã khiến cho Ukraine bị căng mỏng với nhân lực và vật lực, vốn đã rất khan hiếm trong cuộc đối đầu quân sự diện rộng với Nga từ đầu năm 2022 đến nay. Hiện rất khó để khẳng định liệu Ukraine có trụ vững được tại Kursk hay không. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ vào đầu tháng 10 này dự đoán Ukraine có thể giữ được đất tại Kursk trong vòng vài tháng nữa hoặc hơn. Theo thông tin mới nhất từ báo Đời sống và Pháp luật, Bộ Tổng tham mưu lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết đã có 161 cuộc giao tranh diễn ra dọc tuyến đầu trong vòng 24 giờ qua, phần lớn là ở mặt trận Pokrovsk và Kudakove. Trên mặt trận Kharkiv, giao tranh diễn ra gần Saritseia đã xảy ra 19 cuộc đụng độ trên mặt trận Kupians gần Petropavlivka, Pistane, Visneve, Kopanki và Lozova. Theo thông tin cập nhật, quân đội Nga đã tiến hành 19 cuộc tấn công vào mặt trận Liman gần các khu định cư là Hrekipka, Druzeliubipka, Novo Novosadove, Nevsky, Teni và Toske. Ngoài ra, Ukraine cũng xác nhận ba cuộc giao tranh đã diễn ra trên mặt trận Kramatos ở khu vực Chasipya và Suboki. Quân đội Nga đã tiến hành bốn cuộc tấn công vào mặt trận Torres gần thị trấn Torres và Chebinipka. Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của quân địch vào mặt trận Pokrovs gần Sukhya, Lysivka, Promin và Selidove. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 39 cuộc tấn công của Nga vào mặt trận Kurakove gần Zaleny Druhe, Kremina Banka, Ismailivka, Novoselidivka, Kudakivka, Henik, Maximi Lianivka, Kosantinivka và Katerinivka. Quân đội Nga cũng đã tấn công hai lần gần Zolotaneva trên mặt trận Vremivka và cố gắng tấn công tuyến phòng thủ của Ukraine trên mặt trận Pridnipovsky 8 lần. Tình hình giao tranh ở mặt trận Huliaipole vẫn tiếp diễn. Ukraine không phát hiện dấu hiệu nào của nhóm tấn công Nga trên mặt trận Volin và Polisia. Lực lượng Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự trên biên giới với các tỉnh Chernihiv và Sumy tiến hành pháo kích và tấn công bằng súng cối vào các khu định cư của Ukraine từ lãnh thổ Nga. Kyiv Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào ngày 14 tháng 10 rằng lực lượng nước này đã thành công giành được quyền kiểm soát làng Levadne ở tỉnh Zaporizhia của Ukraine trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra tại khu vực này. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Đông đã giải phóng làng Levane ở Zaporizhia và giành được nhiều vị trí có lợi hơn. Ngoài ra, nhóm tác chiến phía Đông đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 72, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 58 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 110 của quân đội Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư là Dobrovolie thuộc tỉnh Donetsk và Temirovka thuộc tỉnh Zaporizhia. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ukraine cảnh báo về khả năng Nga sẽ tấn công vào phía nam Zaporizhia ngay khi quân đội đối phương tiếp tục tiến vào phía đông Ukraine. Theo các báo cáo, quân đội Nga đã tiếp tục tấn công vào khu vực Zaporizhia trong những ngày gần đây. Ông Vladislav Volosin, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền Nam trong một bình luận cho tờ Kajib Independent, đã phủ nhận khả năng Nga phát động một cuộc tấn công lớn vào khu vực này. Ông cho rằng Nga chỉ thực hiện các cuộc tấn công trên bộ tại địa phương. Khi được hỏi về việc Nga thành công kiểm soát làng Levane, ông Volosin cho biết tình hình đang diễn biến khá khốc liệt và mỗi bên đều có thể giành lại thế chủ động. Nhóm giám sát cộng đồng Dipset cho thấy Levane đang nằm trong tay Ukraine tính đến ngày 13 tháng 10. Levane nằm ở phía tây làng Velika Novosinka, cách thành phố Zaporizhia khoảng 170 km. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Zaporizhia nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự bằng bom dẫn đường. Ông Volosin cảnh báo rằng Nga đang tập hợp quân sự tại tỉnh Zaporizhia vào ngày 28 tháng 9. Người phát ngôn sau đó cho biết Nga đang chuẩn bị cho một hoạt động mới gần ngôi làng Priutne, lân cận Levane, nhưng nói thêm rằng một cuộc tấn công toàn diện sẽ đòi hỏi Nga phải có số lượng nhân lực và vật lực lớn hơn.